Dạ em Tùng, chào anh em. Thì hôm nay em Tùng về một cái bù lông của 12V của Milwaukee, và nó là từ Home Depot về mới 100%. Nó sử dụng pin 12 nha anh em. Những anh em nào mà đã có pin và sạc rồi thì mình mua cái thân máy về sử dụng chung ở pin của nó ha. Rồi, nó là 47 Newton và đỡ sử dụng trong gấp, trong hẻm, trong gấp, những anh em làm xe hơi, làm xe máy, và đỡ mở trong gấp nha anh em. Rồi em Tùng sẽ khui ra, nó nêu trăm trăm nha. Đây có mã QR rồi các kiểu. Nghiêng nghiêng đai nghiêng kiện nha anh em. Và giá của nó là 1 triệu 8 một cái body này. Anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180. Em Tùng, cảm ơn anh em. Nó là 3 phần 8. Hàng Mỹ về có chứng nhận UL. Và em này nó sản xuất Việt Nam nha anh em, có mã rồi đầy đủ ha. Đây. Khóa lại, mở khóa. Rồi. Đây là hàng Mỹ về. Nó có cái nhớt này nó dính lên đây. Rồi, xoay chiều. Điều chỉnh tốc độ chậm và nhẹ. Ok, nếu mà một máy một pin một sạc, giá của nó là 2 triệu 9. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em.